Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món ăn đang rất được ưa chuộng ở trên mạng, mà nhất là ngoài Bắc, đó là mình sẽ làm món dừa dầm. Món dừa dầm này thì có xuất xứ từ Hải Phòng, đang rất được ưa chuộng ở ngoài Bắc. Nguyên liệu để mình thực hiện món dừa dầm này thì mình chuẩn bị là gồm hai trái dừa nhé. Ở đây thì mình chọn dừa, mình cái loại dừa bánh tẻ nó đang còn dẻo, cái phần cơm dừa thì nó dẻo, nhưng dẻo vừa nhé. Nước dừa ở đây hai trái dừa mình lấy được khoảng 700 ml nước dừa, 500 ml nước dừa ở trong cái tô lớn này thì mình sẽ dùng để làm thạch rau câu, còn 200 ml nước dừa ở cái tô nhỏ này thì mình sẽ làm để làm nước cốt nhé. Có thêm một nguyên liệu, có thêm một thạch. Đây, cái này là chân châu dừa. Ở video trước thì mình đã làm và mình đang còn, mình sẽ sử dụng luôn nhé. Ở cái món dừa dầm này thì cái chân châu này các bạn có thể làm chân châu trắng, hoặc là ở đây thì mình làm chân châu này là chân châu nhân dừa nhé. Và nguyên liệu kèm theo đó là đường và gói, một gói rau câu để mình làm rau câu dừa nhé. Một gói sữa tươi, các bạn có thể cho thêm sữa đặc tùy ý, nhưng mà theo mình thì với cái món này thì mình chỉ nên dùng sữa tươi thôi, thì dùng sữa đặc thì nó sẽ bị ngán và bị béo quá. Nhưng mà nếu các bạn thích ăn béo hoặc là mình thêm nó cho nó đậm thì có thể cho thêm sữa đặc nhé. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện. Ở cái phần dừa thì mình sẽ chia làm hai phần, đó là cái phần dừa để làm dừa dẻo và phần dừa để làm dừa non. Dừa dẻo thì mình sẽ cắt miếng dài khoảng 2 cm. Vậy là mình vừa thái xong cái phần dừa dẻo, và bây giờ mình sẽ mang cái phần dừa này đi xên để cho cái dừa của mình nó được trong lại nhé. Cái phần dừa này là dừa mà cái phần dừa dẻo này là cái phần dừa mà ngon nhất trong cái ly dừa dầm đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ mang đi xên nhé. Trước khi mà mang đi dừa đi xên thì mình sẽ cho đường để phủ hết áo, hết cái lớp dừa này nhé. Các bạn cứ cho đường khi nào mà các bạn cảm thấy nó áo hết cái dừa này của mình là được. Mình sẽ cho thêm một chút xíu. Ở đây thì mình khoảng 200g dừa thì mình cho khoảng 70g đường nhé. Các bạn cứ cho thêm lượng đường bằng 1/3 lượng dừa là được, cho nó áo hết bên ngoài cái dừa của mình. Rồi. Và mình sẽ đổ nước xâm xấp mặt này để mình đi nấu. Đây, mình sẽ cho nước vào để mình đi nấu. Các bạn nhớ là mình nấu cho cái dừa này khi nào mà cái nước này nó cạn, cái dừa nó trong lại thì là được nhé. Mình càng nấu lâu thì cái dừa của mình nó sẽ càng trong và nó dẻo. Bây giờ mình sẽ mang đi nấu, nước xâm xấp như thế này là được rồi. Và đây là nước dừa, mình sẽ cho vào nồi để mình chuẩn bị mình đi nấu rau câu nhé. Đây là lượng đường mà mình đã đọc theo cái
hướng dẫn sử dụng của cái bột rau câu. Các bạn có thể nêm nếm tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình. Ở đây thì mình chuẩn bị là 600ml nước dừa. Thì ở đây mình nhà mình thì không thích ăn ngọt nhiều nên mình chỉ cho khoảng là 100g đường thôi nhé. Các bạn có thể cho thêm hoặc là bớt nhé. Ở trong cái gói rau câu này thì nó là một gói này thì với 250g đường và khoảng từ 1 lít nước đến 1 lít rưỡi nước, nhưng mà ở đây thì mình chỉ cho khoảng 100g đường. Ở đây thì mình sẽ dùng một nửa gói này nhé. Đây, mình trộn thật là đều. Mình trộn thật là đều cái bột rau câu với đường nhé. Không, cái dừa mà mình xên các bạn, mình cứ để lửa nhỏ và mình xên đến khi nào nước nó cạn và dừa của mình nó trong lại nhé. Sau khi nước dừa của mình thật sôi thì mình sẽ từ từ mình cho cái đường và cái rau câu của mình vào nhé. Trong quá trình là mình vừa cho thì mình vừa khuấy đều để cho cái rau câu của mình nó không bị vón cục lại nhé. Đây là phần rau câu dừa mà mình đã vừa nấu xong và mình đổ vào trong cái khuôn này. Mình để cho rau câu nguội đi và mình sẽ bỏ vào ngăn mát tủ lạnh nhé. Nếu mà có bọt thì các bạn có thể hớt cái bọt đi để cho cái rau câu của mình nó được trong, nó mịn ấy. Sau khi nấu rau câu xong thì bây giờ mình sẽ nấu đến cốt dừa nhé. Mình sẽ cho một bịch sữa tươi. Ở đây sữa tươi mình dùng loại 220ml. Món dừa dầm mà theo mình nghĩ thì nó ngon là ở cái một phần là ở cái nước cốt này các bạn. Mình có order sẵn thì thấy người ta làm nước cốt đó, và người ta làm từ nước cốt dừa, người ta cho thêm nước cốt dừa hay là sữa đặc. Ở đây thì để không ngán thì mình sẽ không dùng nước cốt dừa hay là sữa đặc, vì trong cái chè dừa dầm này của mình đã quá nhiều dừa rồi, nên mình chỉ dùng đây là nước dừa và sữa tươi, không được sữa tươi để cho nó bớt cái vị béo ngậy mà nó chuyển sang ngọt thanh. Rồi, ở đây là mình dùng một bịch sữa tươi và một khoảng 200ml nước dừa nhé. Cái nước cốt của mình nó sôi sủi lên như này là được rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra tô và để nguội nhé. Đây các bạn, đây là cái dừa dẻo mà mình xên nó đã sắp cạn hết nước rồi. Nó cũng trong lại gần được rồi đó. Mình để cho nó cạn một xíu nữa là được rồi nha các bạn. Dừa rất là dẻo luôn á. Mình xên cái dừa này là nó trong lại như vậy là gần được rồi. Đây các bạn, vậy là sau khi mà mình rau câu mình để ngăn mát tủ lạnh được khoảng 30 phút thì rau câu của mình nó đã đông. Rau câu này thì nó sẽ cứng hơn rau câu dừa bình thường một chút xíu nhé. Nước cốt, đây nước cốt của mình nấu xong mình bỏ ra tô cho nó nguội. Có dừa non ở trong đây rồi các bạn. Mình sẽ cho dừa non vào nước cốt luôn. Ở đây nó là nước cốt nhưng mà đây là nước dừa với sữa tươi nhé. Chứ không có cốt dừa nha các bạn. Đây là dừa dẻo.
dừa dẻo mà mình xên xong, cái dừa của mình màu trong lại và nó rất là dẻo luôn. Cái này ăn rất là ngon. Mình ăn thử, rất là ngon. Cái này là chân châu dừa mình làm từ hôm qua. Bây giờ mình sẽ bắt tay mình thực hiện một ly dừa dầm nhé. Vậy là mình vừa đã làm một ly dừa dầm xong. Cái này thì ở ngoài quán thì người ta sẽ cho đá bào, nhưng mà nhà mình thì mình chỉ có đá mình tự làm á, nên là mình sẽ cho đá này vào nhé. Nếu mà có cái túi mà đập đá, các bạn đập nhỏ cái đá ra thì ăn nó sẽ ngon hơn. Hấp dẫn quá. Cái miếng mà dừa dẻo này này, ở ngoài thì người ta sẽ cắt nhỏ hơn, mà đây mình thích ăn bự thì mình cắt bự, các bạn có thể cắt hình thù mà mình thích nhé, có thể cắt hình vuông cũng được để cho dễ múc lên á. Này có thạch dừa này, có chân trâu này. Ôi hấp dẫn quá, mình đảo đều lên. Này mình có thể cho một chút dừa khô á các bạn, mình cho vào ăn cũng rất là ngon. Đây bây giờ mình sẽ ăn thử nhé. Lần trước mình làm thì rất là ngon rồi, hôm nay thì mình sẽ ăn thử. Đầu tiên thì mình sẽ ăn cái thạch dừa và cái viên chân châu nhé. Rất là ngon. Cái vị thạch dừa thì nó thanh mát. Mình làm vừa phải cái lượng đường á, lúc mình cho đá vào ăn rất là ngon các bạn ạ. Đừng cho quá nhiều đường, nó ngọt quá thì nó sẽ mất đi cái vị của dừa. Mình ăn một miếng dừa dẻo nhé. Bỏ đá vô mát mát ăn ngon lắm. Cái món này nó gây sốt là đúng rồi, vì là ăn mình thấy ăn rất là ngon. Mình ăn một miếng dừa non lắm, cái này là dừa non đấy các bạn. Rất là ngon. Ở trong Sài Gòn này mình có order thử nhưng mà ăn cái vị không ngon. Mà chắc là tại mình không hợp khẩu vị hay sao, nhưng mà mình thấy là các bạn đã làm, thứ nhất là nó quá béo và quá ngọt. Nó béo là do các bạn bỏ thêm cái sữa đặc đó các bạn. Mình thấy cái sữa đặc các bạn chỉ khi mà các bạn làm chè thì các bạn cho trực tiếp vào chè như thế này luôn. Các bạn không nấu cùng với nước dừa mà cho trực tiếp sữa đặc và sữa tươi vào. Nên là mình ăn mình nghe cái mùi sữa nên là nó gắt đấy. Còn mình làm như thế này thì cái vị thanh mát của nước dừa mình cảm thấy ăn nó rất là dễ chịu mà nó không bị ngán. Vậy video thực hiện món dừa dầm của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào các bạn.